Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp xem xét cho ý kiến về việc lập chương trình phát triển nhà ở đô thị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận và cho ý kiến về việc xây dựng đơn giá bồi thường nhà cửa và các công trình xây dựng khác, xây dựng đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2030, lập chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Thảo luận xem xét cho ý kiến về ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hưng Yên và dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động và tiêu chí phân loại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu, đối với việc lập chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 phải xây dựng lộ trình cụ thể từng năm để phấn đấu thực hiện, trong đó phải chú trọng đến mục tiêu phát triển đô thị. Đối với lĩnh vực phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước phải có kế hoạch lộ trình để phát triển. Với những văn bản quan trọng, bên cạnh việc ứng dụng lưu trữ bằng công nghệ thông tin, cần lưu trữ bằng bản giấy nhằm tránh trường hợp mất dữ liệu như đã xảy ra trước đây. Sở Thông tin Truyền thông phải thường xuyên phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp để nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời tiếp thu ý kiến của các sở ngành để hoàn thiện ban hành kế hoạch theo lộ trình. Về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động và tiêu chí phân loại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị Sở Nội vụ trên cơ sở góp ý của các sở ngành địa phương sớm hoàn thiện để ban hành đáp ứng mong mỏi của cử tri.